Xin chào tất cả quý thính giả. Hiện tại kênh MC Kỳ Án X liên tục ra video nên đang gặp tình trạng sức khỏe không tốt. Hiện tại thì mình cũng không muốn trễ video để các bạn chờ đợi lâu, nên rất mong được các bạn ủng hộ và đón nhận mình. Và nếu mình có thiếu sót gì về phần âm thanh, rất mong nhận được những góp ý chân thành từ các bạn để mình hoàn thiện hơn ở những video tiếp theo. Và bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu, mời các bạn đến với vụ án hôm nay. Có những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cùng với một cuộc đời đầy sự bất công, trong khi đó những người khác lại có một cuộc sống đầy đủ, giàu có. Muốn giàu sang phú quý thì phải đánh đổi. Có người đánh đổi thời gian, chất xám, sở thích, hay thậm chí cả tình yêu và gia đình. Đôi khi những lựa chọn sai lầm sẽ dẫn con người ta đến những bi kịch của cuộc sống. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 11 giờ trưa ngày 15 tháng 6 năm 2008, cảnh sát huyện Tân Hội, cách trung tâm thành phố Quảng Đông Trung Quốc 180 km, đã tiếp nhận điều tra một vụ án kinh hoàng tại một ngôi nhà dân ngay giữa trung tâm thành phố. Người báo án là vợ chồng anh Dương Công Chiến, chủ của ngôi nhà. Hai vợ chồng anh Chiến và chị Lan có kế hoạch cải tạo mảnh sân trước nhà thành một bể cá cảnh lớn để tạo không gian thư giãn và nâng tầm vẻ đẹp cho căn nhà. Sau khi xem thầy, hai vợ chồng chọn được ngày đẹp để động thổ là ngày 15 tháng 6 năm 2008. Hai người thuê một nhóm thợ xây dựng chuyên nghiệp. 7 giờ sáng, công việc đã bắt đầu. Những tiếng búa, tiếng máy móc và tiếng cười nói của các công nhân rộn ràng cả một góc phố. Khi vừa phá được nền, nhóm thợ bắt đầu đào sâu hơn để làm nền cho hồ cá. Một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Khi chiếc máy xúc cào sâu vào lòng đất, một vài vật thể được múc lên, khiến tất cả mọi người phải dừng lại. Họ nhanh chóng tập trung lại và nhìn xuống hố vừa đào. Một bộ hài cốt đã hiện ra, xen lẫn lớp đất cùng mùn vải, phần sọ lộ ra, giống như sọ người. Sự phát hiện này làm cho không khí trở nên nặng nề. Hai vợ chồng anh Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng công việc cải tạo nhà của mình lại có thể dẫn đến một tình huống đáng sợ như vậy. Anh Chiến ngay lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng để thông báo về sự việc. Trong khi chờ đợi đội điều tra và các chuyên gia đến hiện trường, hai vợ chồng và nhóm thợ vẫn luôn giữ nguyên hiện trạng. Do căn nhà phát hiện hài cốt nằm ở ngay trung tâm thành phố, nên sau khi nhận được báo án, chỉ mất 10 phút di chuyển, đội điều tra đã có mặt tại hiện trường. Vừa đến nơi, cảnh sát địa phương đã tiến hành các bước kiểm tra và thu thập bằng chứng. Bộ hài cốt được bao phủ bởi lớp đất dày, xen lẫn rễ cây và vải quần áo, khiến cho nhiều chi tiết bị che khuất. Các xương của thi thể, mặc dù đã bị phong hóa và đổi màu do thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra được hình dạng cơ bản của một con người. Xương sọ vẫn giữ được hình dạng ban đầu, hai hốc mắt và lỗ mũi đã mờ. Các xương hàm, mặc dù bị mòn và mất nhiều chi tiết nhỏ, xương cánh tay và chân vẫn còn nguyên vẹn. Xương trậu lộ rõ dưới lớp đất, cho thấy bộ hài cốt thuộc về người trưởng thành. Một số xương nhỏ hơn như xương ngón tay và ngón chân, chỉ còn lại những mảnh vỡ rời rạc. Khi các chuyên gia làm việc để khai quật bộ hài cốt, họ cũng phát hiện ra một vài đồ vật nằm rải rác xung quanh. Ngoài một số mảnh vỡ của quần áo cũ kỹ đã biến dạng và phân hủy gần như hoàn toàn, thì lẫn trong đất, cảnh sát điều tra còn tìm được một chiếc dây chuyền bằng vàng cùng đôi khuyên tai vàng có đính kim cương. Các món trang sức làm bằng vàng này là hàng đắt tiền, mặc dù đã trải qua thời gian dài chôn vùi và tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt, vẫn giữ được hình dạng cơ bản và một số đặc điểm nổi bật. Trên các trang sức đều khắc tên thương hiệu Hoa Đăng. Đây là một chi tiết quan trọng để giúp đội điều tra truy tìm danh tính của nạn nhân. Mặc dù các chi tiết của bộ hài cốt đã bị tàn phá bởi thời gian và điều kiện môi trường, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, đội điều tra mới thu thập được toàn bộ hài cốt của nạn nhân. Bộ hài cốt nhanh chóng được di rời về trụ sở để tiếp tục điều tra các bước tiếp theo. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích cẩn thận các xương còn lại để đưa ra kết luận. Qua nhiều giờ làm việc, họ đã nhận định bộ hài cốt là của một người phụ nữ. Trong quá trình phân tích, họ đặc biệt chú ý đến các đặc điểm cấu trúc xương trậu và xương sọ. Phần xương trậu có cấu trúc rộng hơn bình thường, các cạnh xương mảnh mai và góc xương hông rộng. Điều này tương đồng với cấu trúc của một người phụ nữ. Xương sọ của nam và nữ. Phần sọ của nạn nhân có cấu trúc xương trán và xương gò má, có nhiều điểm phù hợp với đặc điểm của nữ giới. Các chuyên gia đã đưa ra kết luận
nạn nhân là nữ giới, tuổi chỉ tầm 19 đến 25. Thời gian tử vong dao động từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 năm 2005. Sau khi đã kiểm tra sự bào mòn trên xương để xác định các yếu tố như tuổi tác và sức khỏe, khi sử dụng công nghệ hình ảnh, sử dụng công nghệ CT scan tái hiện chi tiết về cấu trúc xương để phát hiện các dấu vết nhỏ mà mắt thường không thể thấy, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng các dấu vết trên xương chậu để tìm kiếm sự bất thường. Các chuyên gia pháp y đã phát hiện ra một điều kinh khủng. Đó là trước khi bị chôn xuống đất, nạn nhân đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở vùng bụng. Xương chậu với những đặc điểm bất thường đã hướng đến phán đoán. Nạn nhân đã mang thai lớn trước khi bị giết hại. Tuy nhiên, trong nền đất phát hiện bộ hài cốt, lại không tìm thấy những bộ phận của đứa trẻ. Khả năng cao, nạn nhân đã trải qua một cuộc sinh nở trước khi chết. Do bộ hài cốt còn nguyên vẹn, các chuyên gia đã tách chiết ADN từ xương và răng để phục vụ cho công cuộc xác định danh tính của nạn nhân sau này. Việc phát hiện một bộ hài cốt nữ ngay giữa trung tâm thành phố Tân Hội rất nhanh đã lan rộng trên toàn bộ tỉnh thành. Cảnh sát Quảng Đông nhận định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, cần phải điều tra cấp tốc. Qua điều tra, vợ chồng anh Vương Công Chiến và chị Dương Hồng Lan, chủ của căn nhà, phát hiện bộ hài cốt. Hai người đều là người ngoại thành, kinh doanh nhỏ. Họ đã mua lại với giá rẻ từ tháng 10 năm 2007. Chủ trước của căn nhà là gia đình ông Tạ Minh Tuấn. Vì cần chuyển nhà gấp, gia đình ông Tuấn đã tìm một người môi giới bán lại với giá chỉ bằng 2/3 giá mua ban đầu. Do môi giới là anh trai ruột của anh Chiến, nên hai vợ chồng mới đủ điều kiện mua căn nhà ngay giữa trung tâm thành phố này. Gia đình ông Tuấn, mặc dù đang sống ở một thành phố khác, nhưng ngay lập tức đã nhận được lệnh triệu tập để lấy lời khai. Ông Tạ Minh Tuấn đã trình báo tại trụ sở về những việc khác thường khi gia đình ông sống tại căn nhà. Ở trong căn nhà này, cháu trai mới sinh của ông cứ đến 10 giờ đêm là sẽ khóc. Thằng bé khóc liên tục từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng, không thể nào dỗ được, hôm nào không ngủ ở nhà thì lại ngoan. Bản thân ông cũng hay mơ thấy những giấc mơ kinh dị. Sau, gia đình đi xem thầy thì được biết là đất hung, không hợp mệnh nên mới bán gấp để chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Tuấn là chủ sở hữu ngôi nhà từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2007. Trước tháng 4 năm 2007, ngôi nhà này do Trần Minh Chính, một chuyên viên pháp lý đang làm việc tại Cục Thi hành án của Tòa án Nhân dân huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đứng tên sở hữu. Theo kết quả điều tra về thời điểm tử vong của nạn nhân trước đó, đội điều tra đã đưa ra kết luận nạn nhân bị giết hại trong thời điểm giữa năm 2005. Lúc đó anh Trần Minh Chính là chủ sở hữu của căn nhà. Không thể ngoại trừ khả năng anh Chính có quen biết và liên quan đến vụ án. Vụ án đã kinh động toàn bộ thành phố. Khả năng cao Trần Minh Chính cũng đã biết đến sự việc. Khi cảnh sát mang lệnh triệu tập đến cơ quan làm việc của Trần Minh Chính, thì anh đã xin nghỉ phép dài hạn và rời khỏi địa phương. Anh không còn giữ liên lạc với người thân và đồng nghiệp, nên cảnh sát không thể liên lạc được. Khi điều tra sâu về các mối quan hệ xung quanh Trần Minh Chính vào năm 2005, qua lời kể của người thân và hàng xóm xung quanh, cảnh sát phát hiện người vợ 20 tuổi tên Dương Tú Uyên của Trần Minh Chính đã bất ngờ mất tích từ tháng 5 năm 2005. Cô bất ngờ mất tích, ngay cả trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Vụ việc này không có ai trình báo về việc mất tích. Mọi người đều cho rằng cô đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Vì trước đó Trần Minh Chính đã thông báo với hàng xóm xung quanh về việc anh và Tú Uyên đã ly hôn. Hiện tại cô cùng con đã về quê ở cùng với người thân. Điểm bất ngờ là sau khi qua điều tra Dương Tú Uyên và Trần Minh Chính, thì cảnh sát phát hiện hai người chưa đăng ký kết hôn, chưa có ràng buộc về pháp lý. Năm 2005, Dương Tú Uyên là sinh viên trường Đại học Đông Nam Quảng Đông, cách căn nhà phát hiện hài cốt 65 km. Vào tháng 2 năm 2005, khi vừa kết thúc học kỳ 1 của năm 3, Dương Tú Uyên đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường do mang thai ở tháng thứ 5. Một thời gian sau khi bảo lưu kết quả, bạn học, thầy cô hay người thân trước đó đều không thể liên lạc được với Dương Tú Uyên. Trong những bức ảnh gần nhất cô chụp cùng bạn bè, cảnh sát phát hiện Dương Tú Uyên có đeo bộ trang sức bằng vàng, đính kim cương, giống hệt với trang sức tìm được bên cạnh bộ hài cốt. Sự biến mất của Dương Tú Uyên có quá nhiều nghi vấn. Uyên không chỉ từng sinh sống ở căn nhà phát hiện hài cốt, mà còn trùng hợp về việc mang thai, khiến cho cảnh sát, điều tra càng chắc chắn nghi ngờ trước đó của mình là đúng. Mặc dù đã có hướng điều tra, nhưng rất khó để xác nhận
Dương Tú Uyên chính là chủ nhân của bộ hài cốt đã được tìm thấy trước đó. Trong hồ sơ nhập học ở trường đại học, cho thấy Uyên là cô nhi, sống trong một mái ấm ở ngoại thành tỉnh Quảng Đông. Trên giấy tờ tùy thân cũng vậy, không ai biết người thân của cô là ai, kể cả các cô giáo đã chăm sóc cô từ khi bị bỏ rơi cũng không hay. Để xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát đã sử dụng hồ sơ khám sức khỏe của cô được lưu ở bệnh viện khi trường đại học tổ chức cho sinh viên khám sức khỏe định kỳ vào tháng 11 năm 2004 để đối chiếu. Do Dương Tú Uyên là trường hợp đặc biệt, được phát hiện mang thai trong đợt khám sức khỏe, Uyên lại bảo lưu kết quả học tập nên mẫu xét nghiệm từ cuối năm 2004 đến hiện tại vẫn được giữ lại. Kết quả đối chiếu mẫu ADN của mẫu máu Dương Tú Uyên và mẫu ADN thu thập được ở phần xương đùi và răng của bộ hài cốt rất nhanh đã có tương thích 99,9%. Từ đây, danh tính nạn nhân cũng đã được xác định. Nạn nhân là Dương Tú Uyên. Thời điểm tử vong khi vừa tròn 20 tuổi, cao 1m62, nổi bật với nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn. Uyên là cô nhi, được mái ấm Dương Hồng ở ngoại thành Quảng Đông, cách thành phố 214 km chăm sóc từ khi còn ẵm ngửa. Cô được mái ấm nuôi đến năm 18 tuổi. Vì không có gia đình, người thân ruột thịt, nên khi bị mất tích, không có ai trình báo với cảnh sát. Dương Tú Uyên là một cô gái mồ côi, nhưng mang trong mình một ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Từ nhỏ đã không có bố mẹ, người thân bên cạnh, phải tự mình đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng không để những khó khăn đó trở thành rào cản vươn lên. Với sự thông minh và lòng quyết tâm thay đổi vận mệnh, Uyên đã không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Cô đã đỗ đại học, luôn tận dụng từng cơ hội để phát triển bản thân, chăm chỉ đi làm thêm, vừa học vừa làm rất nhiều công việc. 18 tuổi, Dương Tú Uyên rời khỏi mái ấm để vào thành phố học. Cuối năm nhất, đầu năm hai đại học, cô quen chồng mình là anh Trần Minh Chính, làm việc trong tòa án. Khi quen Uyên, Chính 37 tuổi, đã có một đời vợ và một con trai 12 tuổi. Hai người phát sinh quan hệ từ khi Dương Tú Uyên vừa tròn 18 tuổi. Uyên làm nhân viên order part-time cho một nhà hàng truyền thống ở Tân Hội, Chính là khách hàng quen của nhà hàng. Sau nhiều lần tiếp xúc, Chính bị tính cách vui vẻ cùng tuổi trẻ nhiệt huyết của Uyên thu hút. Anh đã vượt qua rào cản là tuổi tác, quyết tâm tán đổ Dương Tú Uyên. Sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, hai người đã sống chung. Uyên chuyển đến nhà riêng của Chính, ngay giữa trung tâm thành phố Tân Hội. Cuối tháng 12 năm 2004, Trần Minh Chính và Dương Tú Uyên đã tổ chức đám cưới tại một địa điểm tổ chức sự kiện lớn trong thành phố Tân Hội. Vụ việc này người thân hai bên đều biết, các cô giáo đã nuôi dưỡng Uyên tại cô nhi viện cũng có mặt. Họ đều vui mừng vì cô đã gặp được một người đàn ông vừa yêu thương mình, vừa có điều kiện. Tháng 2 năm 2005, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Uyên đã bảo lưu kết quả học tập 2 năm để nghỉ ngơi sinh con. Khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2005 thì mất tích. Theo lời kể của hàng xóm sống xung quanh, khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã không thấy mặt cô. Họ nhớ chính xác như vậy vì Uyên dự sinh vào giữa tháng 6 năm 2005. Khi không thấy cô ở trong căn nhà nữa thì đều cho rằng Uyên đã đi viện sinh con. Sau nhiều lần hỏi thăm Trần Minh Chính thì mới biết hai người đã ly hôn. Cô đã về quê sinh con và sống với gia đình bố mẹ ruột. Dương Tú Uyên bị giết hại vô cùng tàn nhẫn, dựa vào kết quả phân tích từ bộ hài cốt trước đó, cho thấy nạn nhân đã trải qua một ca mổ lấy thai. Cảnh sát điều tra đã phán đoán hai trường hợp có thể xảy ra. Một là Dương Tú Uyên đã sinh con, sau đó bị giết hại rồi chôn xác trong khoảng sân trước nhà. Hai là chính hung thủ đã mổ bụng lấy đứa trẻ, sau đó chôn xác nạn nhân trong vườn. Dựa vào những tổn thương trên vùng xương chậu, kết hợp với việc nạn nhân không đăng ký sinh ở bất kể một bệnh viện nào trong huyện, khiến các chuyên gia nghiêng nhiều về trường hợp thứ hai. Thời điểm xảy ra vụ án, Trần Minh Chính luôn có mặt ở địa phương. Kết hợp với việc biến mất của Trần Minh Chính trước đó, cảnh sát điều tra nhận định anh chính là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Trần Minh Chính mất liên lạc nhưng không tìm được bằng chứng anh rời khỏi thành phố. Lần cuối Chính xuất hiện lại chính là ở gần nhà riêng. Đội điều tra nghi ngờ nghi phạm vẫn chưa rời khỏi thành phố Tân Hội. Nhận thấy đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, để thu thập thêm nhiều bằng chứng và tiếp tục quá trình điều tra, ban chuyên án đã xin lệnh xét nhà nghi phạm. Ngay sau khi được phê duyệt, cảnh sát Quảng Đông đã thành lập một đội điều tra đến nhà riêng của nghi phạm để thi hành lệnh. Trần Minh Chính hiện tại đang sống một mình trong một căn nhà 2 tầng có vườn ở trung tâm thành phố Tân Hội, cách tòa án 3 km, cách căn nhà phát hiện hài cốt 10 km.
Trần Minh Chính đã bán căn nhà cũ, mua và cải tạo căn nhà này, sau đó chuyển vào sống từ cuối tháng 11 năm 2005. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 2008, khi cảnh sát dùng lệnh khám nhà, căn nhà của nghi phạm vẫn còn một cô giúp việc tên Diễm Lan, 27 tuổi, đang sinh sống. Theo lời khai của Lan, thì ông chủ đã rời khỏi nhà từ 17 giờ chiều ngày 16 tháng 6. Khi ra khỏi nhà, Trần Minh Chính tay xách theo một chiếc cặp máy tính. Anh đã đi bộ ra khỏi nhà. Cô không hề biết nghi phạm đã đi đâu và di chuyển bằng gì. Lời khai của cô giúp việc trùng khớp với lời khai của ông Triệu, nhân chứng trước đó. Vào 17 giờ chiều ngày 16 tháng 6, ông Triệu đồng nghiệp cùng cơ quan và ở cùng một khu phố với Chính đã khai với cảnh sát về việc nhìn thấy nghi phạm rời khỏi nhà khi đang đi tập thể dục. Nghi phạm lúc đó đã chào hỏi ông Triệu rồi đi bộ ra phía đường lớn. Vì không để tâm nên ông Triệu cũng không biết Chính đã đi đâu sau đó. Trần Minh Chính giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi địa phương, không còn ai nhìn thấy Trần Minh Chính hay liên lạc được với anh. Tại nhà riêng, tất cả những món đồ có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên. Căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, không có một góc nào lộn xộn. Máy tính, điện thoại di động của Chính đều để ở nhà nên không thể liên lạc được, không tìm được manh mối gì từ trong căn nhà nghi phạm đang sinh sống. Tuy nhiên, việc nghi ngờ Trần Minh Chính vẫn luôn ở nhà, vẫn có nhiều căn cứ. Cảnh sát nghi ngờ trong căn nhà nghi phạm sinh sống, khả năng cao là có một tầng hầm và hung thủ đang lẩn trốn ở trong đó. Họ đã quay lại và một lần nữa tìm kiếm. Để không bỏ sót bất kỳ một cơ hội nào tìm ra sự thật phía sau vụ án của Dương Tú Uyên, đội điều tra đã liên hệ với đội kỹ thuật đã sửa căn nhà này từ năm 2005. Quả như những gì cảnh sát dự đoán, trong nhà còn có một hầm rượu. Cửa vào nằm dưới chân cầu thang. Cánh cửa được làm vô cùng tỉ mỉ, khiến người ngoài nhìn vào không thể phân biệt được. Khi có bằng chứng xác thực, người giúp việc mới chịu khai về hầm rượu. Theo như lời Diễm Lan nói, thì dưới hầm toàn là rượu quý. Duy nhất chỉ có Trần Minh Chính là vào được. Vì là đồ quý, nên anh đã thiết kế cửa chống trộm, chống bom tiên tiến nhất. Chỉ có thể mở bằng vân tay. Ổ khóa nằm dưới bức tranh tường cạnh cánh cửa. Việc phải mở khóa bằng vân tay khiến cho lực lượng cảnh sát không thể phá cửa vào ngay được. Tuy nhiên, việc này không hề làm khó cảnh sát địa phương. Chỉ hơn 12 giờ làm việc, dựa trên dấu vân tay được lưu trữ tại kho lưu trữ trước đó, tận dụng công nghệ sinh trắc học, tạo ra dấu vân tay mở cửa hầm. Khi vào được hầm rượu của nghi phạm, cảnh sát địa phương đã phải bất ngờ với những gì thu thập được. Một cán bộ nhà nước, một nhà tri thức được mọi người kính trọng, hóa ra lại là một kẻ có tâm lý biến thái, méo mó đến như vậy. Dãy đầu tiên trong hầm cũng giống như các căn hầm bình thường khác. Ngoài giá rượu quý ra thì còn các giá trang sức kim cương, vòng vàng. Sâu nhất trong hầm, ban điều tra phát hiện có một căn phòng được bố trí như một ngôi nhà thu nhỏ bên trong. Trong nhà có tủ lạnh, có giường, lò vi sóng, tủ quần áo, bàn làm việc, tủ trưng bày và cả robot hút bụi. Không quá bất ngờ khi cảnh sát phát hiện nghi phạm vẫn đang sinh sống ở đây. Ngược lại với cảnh sát điều tra, Trần Minh Chính ngỡ ngàng, không thể tin nổi khi nhìn thấy họ xuất hiện trong căn hầm của mình. Điều đáng kinh tởm nhất của căn nhà chính là chiếc tủ kính ngay giữa căn hầm. Chiếc tủ kính trong suốt đặt trên một bệ gỗ cao 1m2, trưng bày giữa tất cả không gian, không phải đá quý hay vàng bạc, mà là một đứa trẻ sơ sinh được ngâm trong một hộp thủy tinh trong suốt. Một đứa bé trai đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, vẫn còn nguyên đùm dây rốn, khuôn mặt nhắm hờ như đang ngủ say. Trần Minh Chính đã sử dụng dung dịch ngâm tiêu bản trong phòng thí nghiệm để ngâm thi thể của đứa trẻ. Trần Minh Chính bị đưa về trụ sở lấy lời khai. Tiêu bản đứa trẻ cũng được mang đến cho các chuyên gia giám định. DNA có thể bị phân hủy theo thời gian, đặc biệt là nếu cơ thể đã được ngâm trong môi trường không thích hợp hoặc có sự tác động của các yếu tố môi trường như độ ẩm, nhiệt độ và vi sinh vật. Việc lấy DNA từ một cơ thể đã được ngâm trong một môi trường nào đó trong khoảng thời gian 3 năm thì rất khó khăn, phải mất 26 giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ. Các chuyên gia mới tách được mẫu ADN của đứa trẻ với ADN của Dương Tú Uyên. Xét theo mối quan hệ huyết thống, hai người trùng khớp 99,9%, có nghĩa là đứa trẻ được Trần Minh Chính cất giữ. Chính là con trai của Dương Tú Uyên, bộ hài cốt tìm thấy trong vụ án. Tại trụ sở cảnh sát, sau khi bị bắt, Trần Minh Chính không thừa nhận bất kể tội trạng nào, cũng không thừa nhận liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, tất cả bằng chứng đều chống lại anh ta. Trần Minh Chính, 41 tuổi,
hiện là một chuyên viên pháp lý đang làm việc tại Cục Thi hành án của Tòa án Nhân dân huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hắn đã có một đời vợ ở quê và một con trai 16 tuổi, là một người có sự nghiệp thành công, có cuộc sống đầy đủ ngay từ khi còn nhỏ. Gia đình chính được đánh giá là một gia đình giàu có bậc nhất ở trung tâm thành phố Tân Hội. Bố ruột là chủ một công ty thương mại lớn, mẹ là cán bộ trong cục thuế. Trần Minh Chính là con trai thứ hai trong nhà, được hưởng một nền giáo dục hiện đại ngay từ bé. Trần Minh Chính ngay từ bé đã được mọi người đánh giá là một đứa trẻ ngoan, trầm tính, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, hắn về nước dựa vào quan hệ gia đình, xin vào làm trong tòa án địa phương. 25 tuổi lấy vợ, 35 tuổi ly hôn do vợ đã có người khác. Sau ly hôn, người vợ đầu đã dẫn con trai về quê sinh sống. Năm 37 tuổi, Chính phát sinh quan hệ với Dương Tú Uyên khi cô còn là sinh viên năm nhất. Hắn yêu nạn nhân ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau một thời gian dài làm quen, hai người chính thức trở thành người yêu và chuyển vào sống cùng với nhau. Tháng 11 năm 2004, sau buổi khám sức khỏe đầu năm tại trường đại học, Dương Tú Uyên phát hiện mang thai. Trần Minh Chính vô cùng hạnh phúc khi biết điều này. Hắn đã tổ chức một đám cưới xa hoa tại một địa điểm tổ chức tiệc nổi tiếng của huyện để công khai mối quan hệ này. Mặc dù tổ chức tiệc cưới linh đình, nhưng hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn. Trần Minh Chính yêu Dương Tú Uyên, nhưng hắn cũng rất yêu tiền. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, hắn bị vợ phản bội, sau ly hôn phải chia tài sản. Vì vậy, trong cuộc hôn nhân thứ hai này, hắn không muốn có ràng buộc về pháp lý, nhất là khi hai người đến với nhau quá nhanh như vậy. Để trấn an Tú Uyên, Trần Minh Chính đã hứa với cô sẽ đăng ký kết hôn khi cô sinh con bình an. Trần Minh Chính chăm sóc Dương Tú Uyên rất cẩn thận. Mặc dù hơn nhau 19 tuổi, nhưng cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới rất hạnh phúc. Đầu tháng 5 năm 2005, Trần Minh Chính phát hiện Dương Tú Uyên còn có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác ngoài mình. Sự việc bắt đầu khi hắn lắp camera an ninh trong nhà. Vì đi làm ở cơ quan trong giờ hành chính, vợ đã mang bầu ở tháng thứ 8. Nhà lại không có giúp việc, nên Chính đã đặt mua camera lắp trong nhà. Lo sợ Dương Tú Uyên sẽ cảm thấy không được thoải mái, nên hắn đã không nói cho cô về việc này. Từ khi lắp camera trong nhà, hắn phát hiện ra một sự việc kinh hoàng. Người vợ trẻ 20 tuổi, Dương Tú Uyên của hắn, vẫn luôn lén lút qua lại với một người đàn ông khác sau lưng mình. Người đàn ông kia còn rất trẻ, chỉ tầm 23 đến 24 tuổi, nhìn mặt không chênh lệch tuổi với Dương Tú Uyên. Nạn nhân đã dẫn nhân tình vào phòng ngủ của hai vợ chồng làm chuyện yêu đương, mặc cho cái bụng bầu 8 tháng đã vượt mặt. Hắn luôn giữ gìn cho hai mẹ con, nhưng nạn nhân lại ngang nhiên vật lộn với một người đàn ông khác rất thô bạo. Trần Minh Chính quá bất ngờ trước độ dâm đãng của vợ mình. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được một người con gái vui vẻ, nhí nhảnh, ngoan ngoãn như Dương Tú Uyên lại có một mặt trái như vậy. Căn nhà đầy đủ tiện nghi của hắn lại chính là địa điểm cho hai người giao hợp. Chiếc giường hắn ngủ mỗi đêm lại trở thành chiến trường chứng kiến những cuộc vui đáng xấu hổ. Kể từ khi biết được việc kinh hoàng này, Trần Minh Chính đã nghi ngờ danh tính đứa nhỏ trong bụng của Dương Tú Uyên. Mặc dù rất tức giận, nhưng Chính không thể bắt gian tận tay. Hắn sợ bị người ta chỉ trỏ, bàn ra tán vào như lần đầu ly hôn với vợ cũ. Lo sợ người ngoài biết được nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Hắn đã trích xuất dữ liệu từ camera, sau đó về nhà đưa nó cho vợ xem. Hắn đã tra khảo Dương Tú Uyên về người đàn ông cô vẫn luôn quan hệ sau lưng hắn. Sau khi biết được danh tính kẻ ngoại tình với vợ là Hoàng Quân, đàn anh học cùng trường đại học với Dương Tú Uyên, Trần Minh Chính đã thuê xã hội đen đến đánh cho Quân chấn thương, gãy chân phải nhập viện. Hắn cũng đe dọa, khiến cho anh không dám báo cảnh sát. Trần Minh Chính đã lợi dụng quan hệ của mình, khiến Quân gặp khó khăn trong cả công việc và cuộc sống. Ngày 18 tháng 5 năm 2005, sau khi xử lý xong kẻ ngoại tình với vợ, Trần Minh Chính đã dẫn nạn nhân đến một phòng khám tư, khai dối thông tin cá nhân của Dương Tú Uyên, sau đó yêu cầu các bác sĩ chọc ối để giám định huyết thống. Do là phòng khám tư nên không đủ điều kiện trực tiếp làm các xét nghiệm rắc rối như vậy. Họ phải gửi mẫu về bệnh viện lớn nên cần thời gian. Việc xét nghiệm này cần thời gian 3 ngày mới có kết quả. Nên sau khi chọc ối và lấy mẫu xong, hắn đã dẫn nạn nhân về nhà và giam lỏng. Kể từ khi về nhà, Trần Minh Chính luôn đánh đập, tra tấn nạn nhân. Hắn bạo hành Dương Tú Uyên về cả thể chất lẫn tinh thần. Trần Minh Chính không cho cô ăn uống, không cho cô mặc quần áo, ép Uyên trở thành nô lệ tình dục của mình. Bạo dâm không hề thương tiếc, biết bản thân có lỗi, thêm việc không thể chịu đựng được những trận đòn roi. Nạn nhân đã nhiều lần cầu xin hắn, nhưng Chính không hề quan tâm. Hắn thậm chí còn nhét vải vào miệng
không hề cho Uyên có cơ hội la hét. Giọt nước tràn ly. 19 giờ tối ngày 19 tháng 5 năm 2005, Dương Tú Uyên không còn cầu xin hắn nữa. Sau một ngày bị bạo hành, Uyên chuyển sang chửi rủa. Cô khai với Trần Minh Chính về việc đứa trẻ không phải con của hắn mà là con của Uyên với người tình Hoàng Quân. Trong cơn thịnh nộ, Trần Minh Chính đã quyết định tự mình mổ bụng vợ, lấy đứa trẻ từ trong bụng Dương Tú Uyên ra để trả thù. Khai nhận với cảnh sát, từ nhỏ Chính đã có niềm đam mê giải phẫu các loài động vật nhỏ. Đây là một sở thích biến thái mà hắn không muốn nói cho ai biết. Căn nhà xảy ra vụ án là căn nhà được tặng khi hắn 18 tuổi. Ông bà nội đã tặng riêng cho hắn mừng lễ tốt nghiệp trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ trở về, Chính mới chính thức dọn vào đây sống. Căn nhà cũ cũng có một tầng hầm giống như căn nhà mới hắn đang ở, nhưng diện tích nhỏ hơn. Ngoài Trần Minh Chính ra thì không ai có thể vào được. Đây không chỉ là nơi lưu trữ rượu ngoại mà còn là nơi để Chính thực hiện đam mê của mình. Hắn mua sắm đầy đủ tất cả các dụng cụ phẫu thuật tích trữ trong hầm. Cũng tại đây, Trần Minh Chính đã một mình mổ bụng rất nhiều động vật nhỏ. Trong quá trình mổ, giải phẫu cơ thể của những con vật xấu số, hắn đều dùng máy ảnh để ghi hình lại. Sau khi moi hết nội tạng bên trong, ngắm nhìn thành quả, rồi lại cho vào trong túi ni lông, đích thân mang ra bãi rác để vứt. Trong suốt thời gian sống chung với người vợ đầu, Trần Minh Chính vẫn luôn duy trì sở thích này đến khi yêu Dương Tú Uyên mới dừng lại. 20 giờ tối ngày 19 tháng 5, Trần Minh Chính kéo Dương Tú Uyên vào trong hầm rượu. Hắn chẳng tay chân cô trên bàn mổ. Những vật dụng dùng để mổ xẻ động vật lâu rồi không được sử dụng nhưng không hề bị han gì, vẫn sử dụng tốt. Trần Minh Chính dùng băng dính bịt miệng nạn nhân, không cho cô gào thét. Hắn không tiêm cho cô một mũi gây mê hay an thần, mà cầm dao mổ, ngồi đè lên hai chân, ghi chặt nạn nhân xuống bàn mổ sống. Dương Tú Uyên bị bỏ đói hơn một ngày, cơ thể mang bầu hơn 8 tháng, sắp đến ngày đẻ. Đau đớn quằn quại, gào không thành tiếng, vùng vẫy cũng không được. Rất nhanh đã suy kiệt sức khỏe rồi ngất lịm đi. Đây không phải lần đầu Trần Minh Chính dùng dao mổ bụng một sinh vật đang có thai, nhưng là lần đầu hắn cầm dao mổ bụng người. Mổ bụng người mà hắn khẳng định đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một lòng một dạ theo đuổi. Cũng là người chung chăn gối hơn một năm, nhưng bàn tay vẫn thuần thục, không hề cảm thấy ghê tay. Trần Minh Chính mổ bụng Dương Tú Uyên, moi ra đứa trẻ. Là một bé trai nặng gần 3kg, hắn moi ra nguyên cả bánh rau và dây rốn. Sau khi mang đứa trẻ ra ngoài, Chính không hề có ý định cắt dây rốn hay nuôi dưỡng. Trần Minh Chính để đứa trẻ một góc dưới đất, phủ một chiếc khăn kín toàn thân, mặc cho nó tự sinh, tự diệt. Máu từ người Dương Tú Uyên nhuộm đỏ cả chiếc bàn lớn, thấm ướt bộ quần áo Trần Minh Chính đang mặc, bắn cả lên mặt, lên tóc của hắn. Mùi máu tanh xộc vào không khí, khiến cho con thú bên trong của hắn bùng phát. Trần Minh Chính đã giải phẫu và moi ra từng loại nội tạng bên trong cơ thể nạn nhân ra ngoài. Ngay sau khi thỏa mãn sở thích quái dị của mình, Chính đã suy nghĩ đến cách phi tang. Ngày 20 tháng 5, hắn đã xin nghỉ làm. Ngay trong buổi sáng ngày 20 tháng 5, hắn đã khóa cửa cổng, tự tay Chính đào đất trong mảnh vườn trồng hoa và cây cảnh trước nhà để che giấu hai thi thể của hai mẹ con. Ai hỏi thì hắn nói dối là đào đất trồng cây. Để không ai biết đến việc xấu mình làm, Trần Minh Chính đã đợi đến đêm để mang thi thể ra chôn. Tuy nhiên, mới 18 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2005, hắn đã nhận được thông báo kết quả giám định DNA của hắn và đứa trẻ trong bụng Dương Tú Uyên. Trái ngược hoàn toàn với những gì nạn nhân nói trước đó, đứa trẻ đang nằm trong tầng hầm lại chính là con trai ruột của hắn, tỷ lệ tương thích gen đến 99,9%. Khi cầm trên tay tờ giám định huyết thống, Trần Minh Chính kiểm tra tình trạng của đứa trẻ thì đã thấy không còn sự sống. Chính tay hắn đã giết chết vợ và con của mình. Mặc dù rất đau lòng, nhưng sự việc không thể cứu vãn được nữa. Trong đêm ngày 20 tháng 5 năm 2005, Chính đã chôn thi thể Uyên xuống hố đã đào từ trước, trải thêm lớp quần áo lên trên, rồi lấp đất cẩn thận. Trước khi có ý định bán nhà, Trần Minh Chính đã thuê người cải tạo lại khu vườn thành sân. Hắn đã lát gạch sạch sẽ để tội ác của mình mãi mãi không bị ai phát hiện. Ban đầu Trần Minh Chính định chôn đứa nhỏ cùng với mẹ của nó, nhưng sau khi biết Dương Tú Uyên nói dối, hắn đã thay đổi ý định. Chính đã sử dụng dung dịch ngâm tiêu bản trong phòng thí nghiệm để ngâm thi thể của đứa trẻ. Bởi vì được ngâm bằng dung dịch chuyên dụng trong bình thủy tinh, nên 3 năm qua, thi thể của đứa bé không hề bị phân hủy. Để xác nhận lời khai của Trần Minh Chính, cảnh sát đã tìm đến địa chỉ phòng khám tư đã từng làm xét nghiệm cho hắn.
và Hoàng Quân, người đã ngoại tình với nạn nhân trước khi chết. Tại trụ sở cảnh sát, Hoàng Quân cũng thừa nhận đã có quan hệ tình cảm với Dương Tú Uyên. Tuy nhiên, hai người chỉ thỏa mãn nhau vì vấn đề xác thịt. Trong khoảng thời gian qua lại với nạn nhân, Quân vẫn luôn sử dụng biện pháp an toàn. Hoàng Quân đã thừa nhận việc bị Trần Minh Chính thuê xã hội đến đánh hội đồng đến mức phải nhập viện. Anh còn bị đe dọa không dám báo cảnh sát. Suốt 3 năm qua, vì sợ Chính, anh chưa một lần dám suy nghĩ đến nạn nhân, nên không biết nạn nhân đã bị giết hại dã man đến như vậy. Trong căn hầm tại ngôi nhà Trần Minh Chính đang sinh sống, cảnh sát đã tìm thấy một thẻ nhớ có chứa rất nhiều video và hình ảnh chụp các loài động vật khác nhau bị Chính mổ xẻ. Tuy nhiên trong đó không có video hắn giết hại Dương Tú Uyên. Tất cả các dữ liệu trong camera an ninh từ năm 2005 cũng đã bị hung thủ tiêu hủy. Vụ án đã xảy ra cách đây 3 năm. Hiện trường ban đầu cũng đã được dọn dẹp và thay đổi quá nhiều. Tuy không thể khôi phục được hiện trạng như ban đầu, nhưng từ những nhân chứng và bằng chứng thu thập được từ vụ án, ban chuyên án đã kết án và khẳng định danh tính hung thủ. Ngày 26 tháng 9 năm 2008, phiên tòa xét xử vụ giết vợ, giết con, sau đó chôn xác trước nhà chính thức được diễn ra. Vì nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, nên phiên tòa có rất nhiều người tham dự. Rất nhiều người dân không liên quan đến vụ án, đang sinh sống trong thành phố Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã đến để theo dõi. Tại phiên tòa, Trần Minh Chính đã thừa nhận tội giết người của mình, đồng thời khai nhận về quá trình phạm tội. Chính phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Hắn bị kết án tử hình mà không có khả năng được ân xá. Ngày 5 tháng 4 năm 2010, chính thức thi hành án. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người giúp việc trong nhà mới của Trần Minh Chính là Diễm Lan, 27 tuổi, không phải là người giúp việc mà là người tình của Chính. Trong suốt thời điểm điều tra vụ án, chính cô là người giúp đỡ Chính lẩn trốn, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cho hắn ung dung sống trong hầm rượu. Khi cảnh sát mang lệnh khám nhà đến, Diễm Lan vẫn luôn bao che cho kẻ phạm tội, không hợp tác với cơ quan chức năng. Diễm Lan bị phạt án treo 14 tháng để cảnh cáo. Cuối cùng thì bộ hài cốt đã được tìm thấy trong sân của một ngôi nhà giữa thành phố Tân Hội cũng đã được sáng tỏ. Danh tính nạn nhân và kẻ giết người khiến cho tất cả mọi người biết đến vụ án đều phải giật mình. Trần Minh Chính đã thừa nhận tội danh của mình. Đối diện với bản án tử hình, hắn không hề có một chút sợ hãi. Trong ngày thi hành án, hắn đã cười và nói với những người áp giải mình. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Suốt những năm qua, không đêm nào tôi được ngủ ngon. Sống không được, mà chết thì không dám. Mối quan hệ vợ chồng không chỉ là sự kết hợp giữa hai cá nhân, mà còn là một hành trình cùng nhau xây dựng và phát triển. Nó đòi hỏi tình yêu, sự tôn trọng và sự giao tiếp chân thành. Đối mặt với các thử thách và mâu thuẫn, việc duy trì sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa để tạo dựng một nền tảng vững chắc. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để mình cùng trao đổi nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ team mình nhé.